Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của Thuật Remy. Và trong video lần này, Thuật sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cách để làm sao các bạn trỏ được subdomain các bạn tạo ở trên NameZilo về landing page không giới hạn số lượng để các bạn có thể tạo thật nhiều landing page với các domain khác nhau để đi quảng bá các sản phẩm ở trên Clickbank và trên nền tảng Bing Ads nhé. Thì trước khi vào video, nếu các bạn nào chưa subscribe kênh YouTube của Thuật thì hãy subscribe kênh YouTube để đón xem những video tiếp theo trong chuỗi hành trình kiếm tiền ở trên Clickbank và Affiliate Marketing nói chung nhé. Và để các bạn không chờ lâu nữa, chúng ta sẽ vào bài luôn. Thì mình sẽ giải thích tại sao chúng ta nên tạo thật là nhiều subdomain ở trên Nimsilo, sau đó trỏ về landing page nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ biết là chúng ta có một cái domain chính. Domain chính. Đấy. Thì mình ví dụ là ví dụ như là domain abc.com. Ví dụ vậy thì mình sẽ chọn nó thành một ngắt luôn là healthy abc.com ha. Đây để các bạn dễ hình dung. Thì đây mình đang đặt cho nó làm domain chính và domain chính này đang ở NameZilo, đang ở NameZilo. Vậy thì ngoài cái việc là trỏ cái domain chính này về landing page để chúng ta thiết kế landing page thì chúng ta còn có thể là tạo những cái subdomain với các ngách sản phẩm khác nhau để các bạn có thể dùng những subdomain đấy tạo những landing page khác nhau đi quảng bá ở trên Bing. Mình ví dụ nhá. Thì ở đây các bạn có thể tạo những subdomain. Subdomain. Ví dụ như là fatty liver.healthy.abc.com. Ví dụ vậy thì đấy là một subdomain. Hoặc các bạn có thể tạo thêm những subdomain khác, ví dụ như là kidney disease. Đấy. Để các bạn quảng bá những sản phẩm liên quan đến bệnh thận. Hoặc là các bạn có thể tạo những subdomain khác, ví dụ như là ở đây là flat belly chẳng hạn. Belly chẳng hạn. Thì các bạn đi quảng bá những sản phẩm liên quan đến việc giảm mỡ bụng đấy thì hoàn toàn các bạn có thể tạo được vô vàn cái subdomain như vậy ở trên NameZilo và trỏ chúng về ladipage.vn ladipage.vn. Các bạn hiểu chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có được là vô vàn subdomain như vậy để trỏ về ladipage.vn để các bạn có thể tạo những cả các cái landing page xuất bản chúng thân các tên miền với cái subdomain mà các bạn mong muốn. Như vậy thì các bạn chỉ cần việc là các bạn chỉ cần mua một subdomain chính và sau đó các bạn có thể tạo được vô vàn không giới hạn subdomain phụ trỏ nó về landing page để có thể tạo những landing page khác nhau. Ví dụ như là mình sẽ minh họa rõ hơn một tí ha. Ở đây các bạn có thể đây từ cái subdomain chính này các bạn có thể tạo được rất là nhiều subdomain. Từ cái domain chính này các bạn có thể tạo được nhiều cái subdomain khác nhau để tiến hành đi quảng bá, tiến hành trỏ nó về ladipay.vn và tạo những cái domain mà các bạn mong muốn. Và từ những cái này này, từ những cái subdomain này đây đây các bạn xuất bản. Đấy. Xuất bản tên miền với subdomain. Ok. Ok. Đấy, thì như cái sơ đồ mà chúng ta có thể thấy là từ một subdomain chính các bạn mua ở NameZilo
thì các bạn có thể tạo được rất rất nhiều không giới hạn cái sub domain phụ để sau đó trỏ những cái sub domain này về Ladipay để có thể tạo được những landing page, để có thể tạo được những landing page mà các bạn có thể sử dụng landing page đấy đi quảng bá ha. Ok, xuất bản này. Xuất bản. Như vậy thì chúng ta có thể tạo rất là nhiều cái subdomain để có thể trỏ về Ladipay để các bạn có thể tạo được những landing page tiến hành quảng bá chúng ở trên Bing hoặc Google Ads. Vậy thì giao diện chúng ta cần phải có, thứ nhất là giao diện của NameSilo. Các bạn cần phải mua một domain ở NameSilo, thì NameSilo có mình có video hướng dẫn mua domain ở trên NameSilo rồi, và domain NameSilo cũng rất là rẻ, rẻ nhất trong số tất cả các cái nhà cung cấp tên miền ở Việt Nam và ở trên thế giới, là chỉ có 8.99 đô đối với domain.com thôi, và các domain.net, .top hoặc .shop chẳng hạn thì nó còn rẻ hơn nữa. Thì các bạn có thể vào Nemsilo để mua. Còn các bạn nào mà đã có được domain Nemsilo trên Nemsilo rồi thì các bạn hãy vào thực hành với mình luôn nhé. Và nếu và giao diện thứ hai chúng ta cần phải có đó chính là tài khoản, một cái tài khoản miễn phí, Ladipay miễn phí ha, để chúng ta có thể thực hành. Ok, các bạn làm theo mình nhé. Thì đầu tiên các bạn hãy vào tài khoản của Nemsilo, thì ở đây mình đã vào tài khoản của Nemsilo rồi, vào tài khoản của Nemsilo rồi. Đây đây là tài khoản Nemsilo của mình, và mình sẽ trỏ cái domain, trỏ domain 247healthbody.com này, tạo những cái subdomain để trỏ nó về landing page nhé. Mình sẽ tạo những cái subdomain để trỏ nó về landing page. Và cái tài khoản thứ hai đó chính là tài khoản landing page của các bạn. Thì ở đây mình đã đăng nhập vào tài khoản landing page của mình rồi, thì các bạn hãy làm theo mình nhé. Các bạn hãy làm theo mình. Thì đầu tiên các bạn hãy nhấp vào, chọn vào domain này, domain mà các bạn muốn tạo subdomain là chuyển trỏ nó về landing page đấy. Nhấp vào, chọn vào domain này, và sau đó các bạn nhấn vào cái hình trái đất này, manager DNS for this domain, các bạn nhấp vào đó. Ok, thì ở đây mình đã trỏ nó về lên page rồi. Tuy nhiên là mình sẽ tạo thêm một cái nữa là subdomain. Thì cách tạo subdomain thì các bạn hãy nhập vào CNAME. Đây, cái thẻ CNAME này. Và sau đó các bạn hãy nhập vào đây là cái domain, cái subdomain mà các bạn muốn. Ví dụ như mình quảng bá cái sản phẩm Fatiliver. Ok, mình sẽ ghi là Fatiliver Diet chẳng hạn. Ok, đấy là phần cái subdomain đằng trước. Và cái target host name này chính là dns.ladipay.com, và sau đó các bạn nhấn submit. Thì nó đã hiển thị ở dưới cái bảng resort này rồi. Các bạn có nhìn thấy, có thể nhìn thấy nó đã về được cái bảng resort này rồi. Và sau đó các bạn hãy quay trở lại trang giao diện của Ladipay và chọn vào mục tên miền, và mục tên miền đây, và mục tên miền. Sau đó các bạn hãy nhấn vào tạo tên miền mới và chọn vào Ladipay cloud.dns nha, Ladipay cloud.dns, và nhập vào là gì nhỉ? Fatty liver diet chấm 247 health body.com. Đấy, các bạn hãy nhập nguyên domain, subdomain mà các bạn vừa tạo ở Nemsilo và nhấn vào tạo tên miền. Và nhìn vào tả tên miền thì nó sẽ xuất hiện ở đây, nó sẽ xuất hiện ở mục danh sách tên miền rồi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ chờ để xác thực, chúng ta sẽ chờ để xác thực. Thì các bạn hãy nhấn vào thao tác và nhấn vào nút ba chấm của cái dòng mà có chứa tên miền các bạn vừa thêm ấy, và nhấn vào xác thực ngay. Thì ở đây trong vòng 24 giờ thì Ladipay nó sẽ cập nhật cái tên miền này. Tuy nhiên là trong vòng 24 giờ đấy các bạn hãy vào và nhấn vào thao tác và chọn ba chấm và nhấn vào xác thực ngay nhé, để nó trở về, nó trở về. Thì ở đây nó sẽ, khi nó chưa trở về thì nó sẽ thông báo là tên miền chưa trở về CNAME của DNS của Ladipay. Thì các bạn hãy chờ thôi, chờ khi nào nó trở về thì lúc đấy các bạn có thể thiết kế landing page và xuất bản với cái tên miền mà các bạn đã thêm vào.
Như vậy thì các bạn có thể thêm vào rất là nhiều tên miền, thì ở đây mình sẽ có thể mình sẽ làm thêm một vài cái tên miền nữa. Các bạn phải nhấn vào CNAME và nhấn vào ví dụ như Vertigo, Vertigo exercise. Đây là bài tập chỉ rửa đau đầu ấy, và DNS là Repay, và các bạn nhấn submit. Ok, thì ở đây cái thông báo này nó cho mình thấy là cái host mà hot chính ấy của cái domain này nó đang trỏ về AI hosting rồi. Tuy nhiên là cái hot phụ thì không sao cả. Thì DNS này thì không sao. Nó vẫn trỏ về landing page bình thường nhé các bạn. Đây nó vẫn trỏ về landing page bình thường. Vertigo SSI DNS. Đây. Và sau đó chúng ta hãy qua bên name landing page và vào thêm tên miền và tạo tên miền mới ha. Rồi chúng ta nhập Vertigo. Vertigo SSI .247healthbody.com. Như vậy thì nó đã vào được, sau khi nhập cái này thì các bạn nhấn vào tạo tên miền nữa thì nó sẽ vào đây nằm. Và trong vòng 24 giờ thì các bạn hãy vào và xác thực, nhấn vào ba chấm và xác thực ngay để nó để Ladipay nhận được cái host của Ladipay, nó đã nhận được cái subdomain các bạn trỏ về rồi. Và các bạn có thể tạo landing page ở trên Ladipay và xuất bản với cái tên miền mà các bạn đã trỏ về nhé. Thì ngoài ra các bạn có thể tạo được vô số cái tên miền này, vô số cái tên miền phụ này ở để các bạn có thể tiến hành quảng bá ở cái landing page của các bạn ở trên Bing Ads hoặc là Google Ads một cách dễ dàng. Và domain này nó cũng có tính tin tưởng cao đối với khách hàng, tại vì nó chứa được cái bộ từ khóa mà khách hàng đang tìm kiếm đấy. Như vậy thì các bạn cái video vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn cách để làm sao các bạn có thể trỏ dễ dàng cái subdomain tạo trực tiếp ở trên Emcilo về landing page để các bạn có thể tạo những landing page quảng bá trên Bing và Google. Thì mình hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc là tạo ra những cái trang landing page thu hút và có tỷ lệ chuyển đổi cao và kiếm thật là nhiều tiền ở trên nền tảng Clickbank nhé. Và đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh YouTube của mình để đón xem những video tiếp theo. Ngoài ra thì các bạn nào mà chưa đăng ký cái bộ công cụ xây dựng cái landing page mà siêu mạnh của Việt Nam là landingpage.vn thì hãy click vào link đăng ký miễn phí bên dưới để có thể đăng ký cho mình một tài khoản landingpage.vn để trải nghiệm và sử dụng cái nền tảng thiết kế landing page số 1 ở tại Việt Nam nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.